Xin kính chào anh em. Thì hôm nay là ngày 14 tây tháng 7 anh em. Thì lại hàng về tiếp tục anh em ơi. Nói chung là mấy hôm nay là hàng về tiếp tục hoài luôn nha. Đây là nãy giờ là ở Tết là 70 quá. Rồi lẻ 80. Con này là EA 11. Con này 11 luôn nè. Quay mặt cái. Ừ. Có đề. Ê, má vô kìa. Hạ xuống nè. Rồi mở dây đi, mở dây đi. Con này là Adidas 60 bằng đạn nè. Cái máy rồi đó, máy nó chạy bao giờ hết đạn rồi. Cái nào? Này đợi anh đợi xíu. Anh đợi em xíu. Đang đang đang. Ê, hồi nãy đề con máy nó cá chạy không? Máy cẩu á, xe cẩu á. Hả? Ừ. Để mày mưa mày gió đề cái phát con không? Đợi 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 em có xíu anh Duật, em đang quay cái. Con này EA 11 anh em, mới tin luôn có đề nữa anh em. Mấy con này về anh em lên nhìn xới mới chạc rồi ngon lành luôn. Ta 11 hả? 11. Đề không? Đề có đề. Đi gần tay gì nói. Rồi rồi anh em, cái con này là bộ này, này không phải bộ này, nó không có dẹp có đuôi anh em ơi. Con này là ơ 850 ha, ơ 850 dài là ca 850. Có đề anh em. Ồ, là lấy cái bánh nào rồi lửa đúng gai luôn ha, trùng luôn.
nó kéo bánh đó mày, kéo bánh nó sống.